Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ coi Pháp TV. Lâu lâu mình mới coi Pháp TV, nhưng mà có những thành tích của Pháp TV rất là ấn tượng, đáng nể. Đó là kênh đầu tiên đạt 10 triệu subscribe ở Việt Nam, và thứ hai là kênh duy nhất hôm năm nay được dự FanFest 2020 của YouTube. We are Pháp. Pháp ngày xưa là nó làm Pháp là này nè, Masturbate thủ dâm. Bây giờ nó đổi logo rồi. Đạo diễn Viễn Glacio, đạo diễn Viễn này rất là hay, xây dựng lên một cái kênh rất là nổi tiếng, Vinh Râu Thái Vũ. Đó, các thấy cái logo Pháp TV hôm bữa mình chạy trên nhà đường ở Cách Mạng Tháng 8 chỗ Hòa Hưng á, thấy cái xe hơi Pháp TV, không biết xe hơi của ai nhưng mà cũng không có cái logo này, ghi chữ Pháp TV đó, mình tay nắm chữ F á, pháp bắn xuống cống. Cái logo có yếu tố vậy đó. Ribi Sachi nào mặc áo hoodie đi ngầu ngầu đấy hả? Có người theo dõi, giao bộ điện thoại, đối tượng đã vô quán, over, lắc chuông. Giống như vô cái chùa vậy ba, vô quán là lắc chuông nè, quán cà phê chuông rêu, kính chào quý khách, không biết ngồi đâu, em đi rồi, chồng em có để ý không? Nghe cái giọng gì giống các phường quá vậy, theo dõi đối tượng, đi ngoại tình nè, hẹn hò mùa nhí à, hai người ngoại tình nè, bấm gì? Để cái tay lên bàn là nhấn chuông. Cà phê chuông rêu, ý tưởng hay à, có thiệt cà phê chuông rêu đó không ba? Áo cam này, mặc áo cam giống như tù mà nhăn Mỹ, gõ trên cái bàn là nó kêu. Tôi nhắn người nào gọi lên cái bàn là nhấn kêu nhắn chuông. Có tiền bàn thiết kế cái chuông cảm ứng rờ lên là nó kêu. Không biết không có tội, em biết rồi, vẫn làm là có tội như chơi. Chuông cảm ứng có ba dồn thấy rồi, để ý rồi, đối tượng để ý rồi, nhét tai nghe vô là biết rằng theo dõi. Rờ cái lá rờ. Rồi cái lá chuông cũng reo luôn ba. Má. Nhấn chuông hoài vậy ba. Cà phê chuông reo. Thì nó lại chuông nha. Má. Nguyên dạng cây em trồng của mình nó là cái chuông. Không biết nó là cái chuông luôn. Má nó bực bội vậy. Không có ý à. Quán này gắn chuông reo tùm lum la sao em biết được trời. Còn chỗ nào chỉ luôn đi ba. Tự khám phá đi nó mới hấp dẫn. Vỗ dài chuông cũng reo luôn. Má rờ đâu chuông cũng reo hết. Vỗ dài là chuông reo cái nút. Mặt nhau mỉm dữ. Sao đem ly cà phê đi. Không biết không có tội rồi, biết rồi vẫn làm có tội như chơi. Rồi phát hiện rồi, đối tượng phát hiện rồi. Người bị theo dõi phát hiện là thấy thằng bên kia không? Nãy nó đứng trước quán cà phê này nó đái. Chứ không phải là phát hiện được đối tượng theo dõi. Dài vậy luôn hả? Con này thích. Đoạn của nó dài vậy luôn hả? Em này thích. Thích rồi đó. Cắn môi. Nhắn cái chuông thiệt là bị nhờ là order 3 ly trà đào. Nhắn 3 lần là 3 ly trà đào. Chết mày luôn cái đời thám tử mày. 6 ly trà đào. Nhắn 1 lần là 1 ly trà đào. Mặt cha Black B này giống Mr. Bean quá. Blackpink hay Blackpink, giống Mr. Bean quá. Blackpink này anh đặt cái tên Blackpink, anh có nhái theo Blackpink nhầm đó. Nhấn một cái là một ly trà đào. 10 ly trà đào, tháo tem là 10 ly trà đào. Nó cứ bấm chuông của hai người ta chú ý khu vực mình. Giờ người ta phát hiện mình rồi sao? Em muốn đi quán nào, đi khách sạn, đi lẹ lên. Không cần dụ nữ tự chú ý đi khách sạn luôn. Khách sạn luôn hả? Đối tượng phát hiện ra cậu bị thất bại. Trừ lương mày. Đối tượng phát hiện là mày bị trừ lương. Tháo cái chuông ra làm ăn về. Tính tiền cái chuông cho khách luôn. Má quán nó chơi khách. Nơi bán gì là quá lời rồi. Rồi đi ra quán là khỏi quán là ám ảnh cái chuông luôn. Nó đi đâu rồi? Sợ luôn. Mày á. Thằng Vinh Râu nó đóng phim kinh dị rồi nó đứng đó.
quá diễn đúng hay rồi. Đứng đó nó ám ảnh là thằng bị đen hết chưa, phim kinh dị bấm đấm vô cái chuông, đấm chuông nhà nào đó rồi đi đâu đây. Giữa hai thằng nó kè nhau giống như là bị dạng cảnh cướp ảnh hay sao, năm thằng nó kè sát ảnh, ảnh mình ảnh không đeo khẩu trang, mà anh theo tôi vô đây không đeo khẩu trang bị phạt đó bà, nghi ngờ thay đổi kết cấu xe. Giờ bấm kèm thành tiếng chuông luôn, trời ơi. Á, phim này nó ám ảnh tiếng chuông luôn á. Anh Trung, em tên em tên Thái dòng phải tên chuông. Kèn này không phải của em. Chắc cái quán mất dạy nó biến tiếng kèn thành tiếng chuông luôn. Đúng rồi, thì kịch bản hay. Đổi tên Trung Vũ Phạm Đình Chuông luôn. Chuông Đình. Số chứng minh 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sinh năm 91, còn cái gì len keng ở dưới nữa, địa chỉ len keng. Trung Đình. Anh Chuông. Phim này ám ảnh cái Chuông luôn. Nguyên quán 126 len keng. Thành phố Kính Công. Hiện len keng. Thành phố Kính Công. Mặt ngu ra luôn, ám ảnh rồi. Đèn xanh rồi, đi đi, vô nhà hàng rồi. Món gì cũng có ớt chuông hết. Ám ảnh luôn, ớt chuông, trà sữa ớt chuông, rắn đuôi chuông, mặt nhiều mụn. Tạm xa nhau một thời gian, mặt nhiều mụn quá, chia tay luôn. Tháo gọi tràn ra còn kia, sợ quá, đứng cách xa luôn, Covid rồi, mặt ghê quá. Mặt xấu xí quá, gây chú ý cho nên không làm điệp viên được nữa. À, kịch bản hay à, kịch tính rồi. Pháp TV logo bên trái rồi logo bên phải. Rồi bị thất nghiệp rồi. Nhảy cầu xuống cái kênh thấp, chết ở đây thúi lắm. Đừng có nhảy, chết đây thúi lắm. Đừng có nỗi khổ không có giải quyết được. Mới muộn à, đi xe ba. Ai bấm chuông vậy à? Ngay nè. Đừng có rồi này. Tôi lại mày. Tôi lại mày thằng kinh dị. Mặt kinh dị bên râu. À, đóng vai kinh dị đúng đạt luôn. quảng cáo số 3. Muốn chết gì mụn hay chết gì chung, nhảy xuống dưới đi, cúng cho có chuông luôn thì thôi đi mày. Quảng cáo số 3, quảng cáo là kẻ xấu thì mụn bột sẽ là hater. Rap rap việc hater phải làm sao bây giờ, hater ớ em kêu bảo chia tay xa nhau sao giờ quay lại là sao. Ribi Sachi người Bắc. Bên râu đóng vai đó đạt chưa, mặc đồ đô la đeo kính bạn bùng vì da mặt xấu, hay tháng này lãnh lương lại trễ, chuyện lương bổng thì tôi bớ tay nhưng chuyện da dễ chứ tôi lại trễ. Chứ đèn hồng ngọ vậy nằm mày á, mày lắc hoài à, này quảng cáo một câu kịch bản rất là đỉnh. Rồi mặc đồ đứng giữa đường ngã tư nhảy, mặc đồ chống nắng nhảy. À, Pháp TV cầm cái xuông. Blackby mặc đồ cũng ngầu chưa, cái đồ đẹp này mua ở đâu ta. Nhảy. Quảng cáo mà vui vậy, hàng thì ai cũng nhập tâm vô, vui và nó nhiều khung hình, khung hình nào cũng có thương hiệu quảng cáo hết. Coi cái này thì em nể nhất là anh chàng là đạo diễn Viễn đứng sau, rất là hay. Sau khi coi cái này xong mình sẽ coi cái anh Viễn đó, ảnh là cái người như thế nào, cái channel ảnh như thế nào, tạo ra cái group này rất là hay. Trong cái clip này không có Sĩ Thanh, Trắng Đen, Pháp Studio, New Collection, những bức tranh bất ổn, bán tầm lâm đồ, Đức Viễn, Trần Đức Viễn. Trang điểm makeup chơi game, quay tới, quay sát cái mặt Tạ Quang Bửu quận 8, phường 8 quận 5, Biển Dương 6, Cách Mạng 8. Chuông quay, trên đầu nó đâu quay chuông, đạo diễn Viễn kìa, trẻ mà giỏi. Mình coi một cái gì hay thì mình sẽ chú ý, ví dụ như huấn luyện viên đội bóng, thành cho đội bóng tới đỉnh cao. Thứ hai là đạo diễn để làm nên những tin tủ những người trong kia group đó. Xe nét lộn rồi, lại, xe nét lộn là sao? Lấy nét lộn, xe nét lộn rồi. Đấm vô cái chuông là đấm thật này và cày nhảy giữa ngã tư, Viễn ngồi trên xe đẩy. Giờ có nhiều đồ chơi dụng cụ đào cụ. Hồi trước anh hát cái bài gì anh cũng có cái câu đỉnh cao nhất Sài Gòn á, nhờ cái câu nào của Pháp TV cũng đỉnh cao nhất Sài Gòn. Leo lên có cái đồ bảo vệ luôn, lòng tiếng kim quay phim đỉnh, đầu tư cao. Viễn này đang chơi đồ công nghệ. Ô, Viễn người Nam à? Ồ vậy mình sẽ follow Viễn. Anh chàng người Nam, nếu như mà người Nam thì rất là giỏi. Vinh Râu này có thể đóng vai là trùm ma túy Escobar hay là Colombia, Mexico được. Hoa không là hoa. Mặt Vinh Râu đơ quá, đơ mà ngầu. Ok, cảm ơn các bạn, chúng ta vừa coi một clip rất là đầu tư, rất là vui, hài hước của Pháp TV. Tuy là quảng cáo nhưng mà cũng lồng ghép phía trước là cà phê chung rêu và phía sau là quảng cáo, nhưng mà cũng có kịch bản rất là hay, đúng là đỉnh. Một cái channel rất là hoành tráng, hài hước, vui vẻ, giải trí đỉnh nhất Việt Nam hiện nay. Ủng hộ subscribe của mình, ủng hộ reaction của mình, xin hãy subscribe và subscribe cho Pháp TV nha. Rồi đỡ
đạo diễn Trần Đức Viễn rất là hay, Vinh Râu mặt rất là ngầu, Bi Đen Black B cũng diễn rất là hay, nhân vật chính rồi Ribisachi. Ok, năm sau, surprise me.